Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay tiếp tục lại lên sóng giao lưu anh em một pho dúi tầm trung nặng 40 kg nha anh em. Cây có hoành gốc đúng 100 nha anh em nha. Cây không bồng không lõi gì hết nha anh em. Không bồng không bể lúa gì hết nha. Cao 200. Cao 2 mét đúng không? Hoành gốc 100 nha anh em. Cây này nặng 40 kg đó nha anh em. Rất già nha anh em. Cây rất già. Bề đế cũng rất là vững chãi nha anh em. Già lên nu hết nè anh em. Già lên nu nè. Đây. Già lên nu sụn hết nè. Cây rất là đẹp nha. Trên giữa này nó có một cái khe nha anh em. Lên này nó liền thành một cái ngọn nè. Liền lạc lại hết nha. Cây cốt khá đẹp nha anh em. Rất già cây nha anh em. Rất là già cây. Già nu nè. Phải không? Một tác phẩm dúi nha anh em. Hoành gốc 100 cao 2 mét nha. Để rễ bài bản nha anh em. Rất chi là đẹp. Rồi, anh em nào thiện chí thì giao lưu ủng hộ nha anh em. Rồi, em kết thúc video. Chào tất cả anh em nha.